Rồi, Thành Nguyên mời chị ngồi. Chị chào Thành Nguyên. Thành Nguyên chào chị. Chị chào Thành Nguyên. Lời đầu tiên cho chị gửi lời chào và chúc sức khỏe đến vợ chồng Nguyên. Chúc cho vợ chồng em thật nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường thiện nguyện. Và hơn nữa là để làm về công việc mắt tay hơn và mai mối cho những cặp đôi mà những người mà không được may mắn trong hôn nhân như chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Còn là sau đó là chị sẽ gửi lời chào tất cả các bạn đang xem trên hình ở trên kênh của Thành Nguyên cũng như kiểu ở trong nước và ngoài nước. Lời chào và lời chúc sức khỏe. Cảm ơn chị. Chị xin giới thiệu là chị tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Thụy. Chị sinh 17 tháng 9 năm 1975. Tại Nam Định. Quê quán Nam Định. Hiện chị tại Nguyễn Nguyễn Thị Thu Thụy. Nguyễn Thị Thu Thụy. Sinh 17 tháng 9 năm 75. Như vậy là chị đến từ nguyên quán là Nam Định. Nam Định. Nguyên quán là Nam Định nhưng mà đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đúng rồi. Vâng. Rồi. Nói chung hôm nay Thành Nguyên có dịp Thành Nguyên đi về Hà Nội đó là cũng có lý do. Tối qua Thành Nguyên có tổ chức đêm nhạc, hình như chị Thủy có đến ủng hộ. Có, chị có. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều đã dành những cái tình cảm đến cho những nạn nhân mà không được may mắn trong vụ đó hay gì ha. Vâng. Rồi với sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho chị Thủy thật là nhiều may mắn trong hành trình đi tìm đến trung nhân. Lần trước Thành Nguyên có nghe là chị Thủy liên hệ với Thành Nguyên để đi phỏng vấn là còn kèm theo một người bạn nữa, nhưng mà hôm nay hình như con chị ốm hay sao? Hôm nay có một em gái tên là Phượng, nhưng mà hôm nay con em đang bị sốt xuất huyết cho nên là vắng mặt, không đi cùng với chị được. Chỉ có một mình chị thôi. Vâng, tiếc quá nhỉ. Rồi thế thì phải đành hẹn dịp sau thôi. Tình trạng hôn nhân của chị Thủy là như nào? Chị kết hôn từ năm 2000 từ năm 1994. Thì sống với nhau cho đến năm 2005. Thì chị ly hôn ngày mùng 6 tháng ngày mùng 5 tháng 6 năm 2005 là chị chính thức là tòa án là ly hôn cho chị. Chị có hai người con. Con thứ nhất là sinh năm 96 mà con thứ hai sinh năm 98. Con thứ 6 thì con 96 thì lấy chồng năm ngoái. Còn thằng 98 thì chắc là cuối năm hoặc là sang năm là chị cưới cho cháu. Vậy đó ha. Rồi công việc chính của chị Thủy là chị đang làm gì? Công việc chính của chị là buôn bán thôi. Nhưng mà chị đang có một cái quán cà phê và cơm văn phòng thì chị vừa rồi là mới phá hợp đồng. Vậy đó ha. Chị mới nghỉ dọn hàng mới được một thời gian. Và hiện tại bây giờ thì chị cũng vẫn bán đồ ăn các thứ, nói chung là và chị có một cái bếp làm giò và đồ, nói chung là đồ ăn. Có ai phụ chị không hay là mỗi mình chị? Có người phụ. Một mình chị không làm được em ạ. Vâng. Chị Thủy chia sẻ cho em xíu nào, khoảng thời gian qua thì chắc là cũng có người tìm hiểu chứ đúng không? Cũng có em, cũng có, nhưng mà cái ngày đấy là con chị chưa ra ngành ra nghề gì cho nên rằng là người ta cũng đến, người ta đặt vấn đề nhưng mà người ta phải bắt mình là ý là yêu cầu của người ta là phải thế này phải thế kia, phải đi chung sống với người ta, còn phải đi đăng ký kết hôn rồi đi chung sống, nhưng mà trong cái đó là con chị nó chưa đâu vào đâu. Nên là chị không thể nào mà chị bỏ con chị ra ngoài chị sống được cùng với người ta được. Cho nên là hai cái đấy là nó không đem đến lại cho chị được một cái gì tốt đẹp, thì chị nghĩ là chị dừng. Mà từ thời gian đấy đi là chị nói thật với em là chị cũng không muốn tìm hiểu thêm hơn nữa, mà chị muốn là ở vậy để lo thứ nhất là hai con chị, thứ hai nữa là mẹ chị, trong thời gian mẹ chị cũng ốm. Ốm đau thì chị cũng nghĩ rằng là trong cái thời gian mẹ chị ốm đau chị hay đi về về. Thế là chị phải tập trung vào cho thứ nhất là hai đứa con của chị. Thứ hai nữa là mẹ chị, thế là mẹ chị cũng mới mất trong thời gian vừa qua, cũng mới được có 100 ngày. Là cũng mới đây hết chị ha. Khi mà chị Thủy đến đây thì chắc là con cũng như người thân biết và ủng hộ hết chị ha. Thực ra là con chị thì nhiều khi nó cũng trêu đùa, nó cũng bảo là mẹ đi tìm
chồng đi thì mẹ đi lấy chồng đi, không thì con gái nó hay trêu, nó bảo là con với con rể hai vợ chồng con nên đăng ký chương trình bạn muốn thế nào cho mẹ. Mẹ ở ngoài này thì mẹ chọn toàn chọn sai. Xong rồi nhưng mà thực ra là với chị em là con chị nó lớn rồi thì cái việc riêng tư cá nhân của chị nó cũng không 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 ấy cho lắm, nó không không nó không phải nó phản đối cái gì cả. Yeah. Nó cũng muốn cho chị có một cái không gian riêng. Yeah. Nhưng mà chẳng qua là mình chưa gặp để cái người mà phù hợp với chị thôi, chứ còn không phải là đến giờ này cũng chị cũng không phải là không có ai tìm hiểu, nhưng mà chị chỉ sợ là chị rất sợ là người ta không trung thành, không trung thực, mà người ta cứ có vợ ấy, xong rồi là người ta đến người ta cứ kiểu là chị xin lỗi em là người ta kiểu gần như kiểu là muốn chơi bời ấy. Mà chị thì chị không 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 muốn chơi bời. Mà đến tuổi này là chị cũng lớn rồi, chị muốn có một cái gia đình riêng, có một cái gia đình tử tế, sống có trách nhiệm với nhau, chứ chị không thích chơi bời, không thích cảm kè. Lúc nãy thành viên cũng chưa quên hỏi chị Thủy là sinh năm bao nhiêu? Chị sinh năm 1975. À 1975 ha. Năm nay là 48. 48. Ngày 17 tháng 9 chị mới sinh nhật cách đây mấy hôm. Ồ vậy đấy hả? Dạ. Nhưng mà năm nay thôi chứ năm sau là có người đồng hành cùng rồi đó. Thì chị cũng hy vọng. Chị cũng hy vọng là như thế. Dạ. Mấy ngày hôm nay đó thì thành viên đi ra Hà Nội và cũng được các chị đến và ủng hộ tinh thần, động viên cho Thành Nguyên trong những ngày hôm nay. Thật sự là Thành Nguyên cũng rất là vui. Và qua đó thì cũng thấy được những người con của Hà Nội cũng khá là tình cảm. Thì cũng hy vọng là sẽ có một dịp sau nào đó nữa Thành Nguyên đi ra đây sẽ được hội ngộ với mọi người nữa. Nhưng mà hôm nay thì chị em mình gặp nhau cũng là cái duyên hay chị ha. Nghe bảo là nếu như Thành Nguyên mà không đi ra đây thì chị sẽ đi vào à? Đúng rồi, nếu mà không thì chị cũng hôm nọ chị với Phượng cũng nói rằng nếu mà Thành Nguyên không đi ra đây thì chị em mình vào, nhưng mà vào với điều kiện như thế nào thì cái đấy thì phải tính, chứ chị cũng không biết đường lối như thế nào. Chị cũng chưa bao giờ bước chân vào trong đất Sài Gòn cả. Vâng. Thì sau dịp này nếu mà nắm được bàn tay của anh nào đó thì thôi ghé vào trong đó chơi chuyến nhỉ? Có. Chị cũng hy vọng như thế. Có nắm được hay không hoặc là có chuyến bay vào trong để thăm em Thành Nguyên thì cũng là mọi sự là nhờ vào em thôi. Cái mảnh ghép mà ngày hôm nay chị Thủy mong muốn tìm kiếm là như nào, chị Thủy chia sẻ cho em nghe ha. Có nghĩa là một người đàn ông. Đúng rồi. Cái mẫu người như thế nào đó? Mẫu người thì chắc chắn phải cao hơn chị. Tại vì là chị cao 1m65. À 1m65 dạ. Chị hay đi giày cao. À. Thì cái người bên cạnh chị thì chắc chắn là phải cao hơn chị. Rồi. Nhưng mà trường hợp như anh nào đó mà bằng chị mà chị đi rất cao nữa thì các anh đi thêm cái giày đổ nữa cũng không phải đúng không? Không sao đúng không? Còn tuổi tác thì như thế nào chị? Tuổi tác thì chắc chắn phải hơn chị, chứ chị không thích ít hơn. Bằng. Thực ra là bằng thì, hơn thôi, đúng không? Bằng cũng được mà bằng cũng được mà phải hơn càng tốt, hơn kể cả 20, 15, 20 cũng chẳng sao cả. Nhưng phải hơn tuổi chị. Phải hơn ha. Rồi thì mong muốn mình sao thì mình cứ chia sẻ thôi để cho đối phương của mình người ta cảm nhận hết. Rồi về ngoại hình, về công việc, về điều kiện của các anh thì sao? Ngoại hình thì cứ chắc chắn thì nếu mà như chị đây thì chị cũng thích về một chút hình thức. Như ngày xưa còn chồng chị cũng thế, chị cứ muốn cho con chị và chồng chị đẹp. Rồi với đến chị. Thì bây giờ thì chắc chắn là cũng phải một chút để mà phải nhìn được, coi được. Chứ còn để mà thấp quá, lùn quá, bé quá, thích béo béo một chút cho ôm cho nó đẫy. Nói chung phải đầy đầy người chịu ôm cho nó đã đúng không? Đúng rồi, đấy. Gầy quá cũng không thích, mà béo quá cũng không thích. Mà người đàn ông đấy thì cũng phải chững chạc, đàng hoàng. Mà chị không thích đàn ông cơm hớt. Là sao? Cơm hớt là có nghĩa là chưa ngồi xuống thì đã nói, mà nổ. Kiểu là kiểu cơm hớt là kiểu người ta chưa hỏi thì đã nói. Có nghĩa là chị thích đàn ông chững chạc, đàng hoàng, điềm đạm mà tử tốn. Có nghĩa là chưa kịp suy nghĩ gì mà miệng đã đúng, đi trước đúng rồi. Đấy là chị không thích.
Với lại có nào thì nói thế chứ đừng nổ. Mình sống với nhau thì bằng cái sự chân thành. Đúng rồi. Chứ còn chị không thích lăng nhăng vì hôn nhân của chị đã một lần như thế này là kiểu chồng chị kiểu chơi bời gái gú. Chị phải cần một người là phải trung thành. Mà nói chung là đi đâu thì đi, ra ngoài thì chị không cấm, nhưng mà về nhà thì gia đình vẫn là một cái gia đình, nó phải là nguyên tắc. Đừng gia trưởng. Mà cũng đừng này nọ nhiều quá, còn thuốc hoặc là rượu, bia các thứ đấy là chị không cấm. Mà mình uống rượu mình phải biết có nghĩa là tất cả có điểm dừng. Cái gì cũng thế. Đấy, cho nên rằng là chị cũng muốn là như vậy. Nhưng để mà cơm hớt này rồi là chưa nói nổ này rồi kiểu chưa cứ nói vừa cười vừa nói này là chị không thích à? Hay là chị khó tính thì chị cũng không biết nữa, nhưng mà chị không thích những người như thế. Còn để mà bố mẹ đôi bên thì phải hết mực yêu thương và trách nhiệm. Bên chị thì mẹ mất rồi thì còn bố thì mà bên của anh đấy mà cũng còn mẹ còn bố gì, hay là phải cái chữ hiếu là phải đứng hàng đầu. Chứ chị không chơi với những người mà bất hiếu. Này kia là chị không thích. Gia trưởng là chị không thích. Còn cái điểm mạnh và điểm yếu của chị thì sao? Điểm mạnh của chị là nói chung là chị thực ra là mạnh mẽ quá nhiều khi cũng dở. Mà chị thì em cũng phải hiểu cho chị là trong thời gian mà từ khi mà con chị nó mấy tuổi, chị phải làm cả vai của chức trách của bố và mẹ. Nên ra là chị rất là mạnh mẽ. Nên là làm thì nói chung là chị cái gì chị cũng làm được. Còn điểm yếu của chị là chị hay kiểu là xúc động, mà kiểu cảm xúc ví dụ như kiểu xem cái bộ phim gì hoặc là đứa trẻ con hoặc là gì gì cái video mà nó đánh trẻ con ác hoặc là đánh bà già hoặc là gì gì đấy, mình cứ xem mình cảm thấy mình hay xúc động, mình hay khóc. Xong hễ mà nói đến cái gì là mình bức xúc trong trong cái bản thân của mình là mình cũng hay khóc kiểu. Nhưng mà chị sợ nhất cái là ví dụ như kiểu là moi lại cái quá khứ của nhau, ví dụ như kiểu là mà cô sống như thế nào để chồng cô nó thế này với cô thế này là chị rất là sợ. Đấy. Cho nên bởi vì làm sao mà chị khi mà chị ra tòa mới có 29 tuổi, cho nên bây giờ chị cũng không dám nghĩ đến cái chuyện đàn ông mà nghĩ đến cái chuyện đấy. Thì chị thứ nhất là chị thương con, thứ hai là chị chỉ sợ là trong cái cuộc sống vợ chồng thì không thể tránh khỏi cái chuyện mà va chạm mà xô xát. Chị muốn rằng là ấy, giải quyết ngay, và ví dụ như kiểu là công an ấy, bắt lỗi mình ở đây thì phải lập biên bản ở đây để cho xong, chứ đừng dây dưa đến cái chuyện hôm sau là chị không thích đấy, em hiểu không? Đấy thì như thế. Còn chị nói thật với em là phụ nữ mà có mạnh mẽ đến đâu thì mạnh mẽ, bọn chị đây thì chẳng qua là vừa nuôi con một mình, là vừa làm vai trò của cha và là vai trò của mẹ thì chị mạnh mẽ thế thôi, nhưng mà phụ nữ thì cũng luôn có luôn lúc yếu lòng. Đúng rồi, yếu lòng. Đấy, nó như thế, nên là để mà giấu cảm chỉ giấu cảm xúc thôi. Chứ còn để mà thực tế ra là không phải như thế, tất cả nó chỉ là ở đằng trước thôi, chứ còn bên đằng sau là nói thật với em là rất là buồn. Đấy, nó như thế. Thế rồi sau này mà các anh mà kết nối thành công với chị đó thì chị tính hướng tương lai cho hai người như nào? Tương lai của chị thì thực ra với em là để mà khi mà ở đâu mà có cuộc sống, mà có hạnh phúc thì ở đó. Vì trước là con chị nó còn nhỏ thì chị chỉ sợ mất con ý, và chỉ sợ con khổ và cuộc sống của con và tương lai của con nó không ra làm sao thì chị sợ. Còn bây giờ thì con của chị thì thứ nhất là cũng trưởng thành, và cũng một cháu thì có gia đình rồi, còn một thằng nữa thì nó cũng đang làm công ăn việc làm ổn định. Thì kể cả bây giờ đi lên rừng xuống biển chứ cũng đi được. Đấy. Còn về bên chị thì chị cũng có nhà. Ở Hà Nội thì cũng có, nhưng nói chung là to hay bé thì nó gọi là có cái chỗ chui ra chui vào. Ở quê chị thì chị cũng có nhà riêng, chứ không tất cả của chị chứ không phải là phụ thuộc vào ai. Tại vì là cái nhà của chị ngày xưa mà hai vợ chồng chị xây chung ấy thì chị vẫn còn để đấy, chứ không chia tài sản. Còn chị mua riêng được cái nhà ở quê. Và ở trên Hà Nội thì chị cũng có. Thì nói chung là nó cũng chẳng người đâu, nhưng so với người ta thì chẳng là cái gì đâu, nhưng mà so với chị là cả một vấn đề. Thì chị cũng cố gắng để cho con chị nó có cái chỗ chui ra chui vào, thế thôi. Còn các anh mà có điều kiện hơn thì ví dụ như đưa chị đi đâu
mà ở đâu có hạnh phúc, ở đâu có cuộc sống thì chị đi thôi, chị không khẻ kén chẹn chọn chỗ ở em ạ. Kể cả bây giờ sang nước ngoài chị vẫn đi được mà. Thì hỏi thì cứ hỏi thế thôi, còn cái chuyện mà sau này mà kết nối được rồi ấy, thì tùy cơ ứng biến hay gì ha, đến đâu mình tính ha. Đúng rồi. Như vậy là vùng miền cũng không quan trọng. Không quan trọng. Không quan trọng ha. Quan trọng là mình sống với ai và ở đâu. Mình sống và ở đâu và bên cạnh ai, đồng hành cùng ai, chứ chị không quan trọng nơi nào. Thế thì quá dễ nha. Thế thì các anh nhanh nhanh chân lên nha. Nhanh thì còn chậm rãng chiều ạ. Rồi, thì những tâm tư, những nguyện vọng của chị đó thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Sau ngày hôm nay đó thì có anh nào đó mà kết nối với chị đó thì Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu. Còn nếu không thì chị xem kênh của Thành Nguyên thì chị cũng biết rồi. Trên kênh của Thành Nguyên có nhiều anh cũng rất là dễ thương. Thì anh nào đó mà chị thấy phù hợp thì cứ gọi điện cho Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ gửi số qua. Để mình trò chuyện xem sao hả chị ha. Rồi thì chị Thủy ha. Chị Thủy. Rồi cuối chương trình thì chị Thủy có điều gì đó muốn nhắn gửi thêm cho các anh cũng như là quý khán giả để xem chương trình của chị em mình vài điều không? Thì cuối chương trình thì chị cũng có, nếu mà chị nói ở đời này thì đây là thay lời muốn nói đến các anh. Các cụ nói chúng ta của các cụ chúng ta của ngày xưa ấy, nó nói là đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm, đúng không? Còn thay lời muốn nói là em cũng nhắn gửi các anh là các anh cứ việc xây nhà, còn tổ ấm là cứ để em lo. Nhưng mà cái việc đó thì em nghĩ rằng là các chị làm rất là tốt luôn ấy. Thì cái đấy thì chị làm được. Còn cái xây nhà thì đến giờ này chị già chị yếu rồi thì chị không xây được nhà, thì người ta bảo là tổ ấm thì chị làm được, nên là các anh cứ để cho em lo. Thế thôi. Quá tuyệt vời. Rồi ok chị Thủy, Thành Nguyên cũng chúc cho chị Thủy thật là nhiều may mắn thành công cũng như là sống y trung nhân mình hồi đáp lại sớm ha. Chị cảm ơn em. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho chị trên đường về vạn sự bình an. Chị cảm ơn em và chị chúc em thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc thiện nguyện của em và để làm cho những nhiều mà những người hoàn cảnh cũng không gặp may mắn như chị có một gia đình hạnh phúc. Chị cảm ơn em. Rồi ok chị ha. Rồi Thành Nguyên chào chị nha. Chị chào em. Dạ.